Thấy dạo này đang hot cái trend làm cơm hộp cho người yêu mang đi làm, nên hôm nay mình làm bento cơm lươn kiểu Nhật. Bạn nào ăn thì comment, mình ship cho nhé. Hộp cơm lươn khươn 5 sao xịn sò này thực chất chưa đến 100k. Cà tím cắt lát dọc rồi khứa hình tráng một mặt để làm thịt lươn pha ke. Ngâm ngay vào nước muối giấm có đá lạnh để cá bớt hăng chát và không thâm đen. Quay sang nấu sốt lươn nướng. Lưu ý chỉ cho xì dầu vào sau cùng và từ đó phải luôn nấu nhỏ lửa. Khuấy đều tay để sốt thơm sánh không đắng khét. Cá tím thấm khô, áo một lớp bột mì mỏng để ra vẻ sương gió cuộc đời, nhưng thực chất là mẹo chống ngấm dầu. Áp chảo cho sánh vàng giòn hai mặt, sốt phết đều cả hai mặt, tới khi tổ tiên mách bảo được rồi thôi đi thì tắt bếp. Đơm cơm vào hộp, xếp đều trứng tráng rồi đến lươn nướng lên trên. Phết thêm một lớp sốt nữa để lươn bóng đẹp, còn che đi cái sự bất ổn trong con tim này. Rau củ xiên nướng, đồ ăn kèm thì tùy số hoa tay mà bạn có, xếp bất cứ style bạn thích, nhanh nhất là xếp giống mình cho đỡ phải nghĩ. Thế là hoàn thành thử thách bento 5 sao cơm lươn chay dưới 100k rồi. Itadakimasu.